Những ngày qua, người dân trên địa bàn huyện Bảo Thắng đã thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đã trở thành thông lệ, không kể thứ Bảy Chủ nhật, mỗi ngày 2 lần, tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn của thị trấn Phú Lu lại thực hiện nhiệm vụ của mình là tới từng nhà để nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Chúng tôi cũng đã duy trì thường xuyên, đấy là một không cứ gì kể cả ngày nghỉ thứ Bảy Chủ nhật là chúng tôi cũng vẫn phải ra quân để làm tốt cái công tác tuyên truyền, đặc biệt là đối với vận động tuyên truyền bà con nhân dân đi ra đường đeo khẩu trang để bảo đảm cho cái công tác phòng chống dịch bệnh. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, thị trấn Phố Lu đã thành lập 19 tổ tự quản ở 19 thôn tổ dân phố có nhiệm vụ quản lý, tổ chức và giám sát việc cách ly tại nhà đối với các trường hợp người dân phải cách ly theo quy định. Tại thời điểm này, công tác nắm bắt địa bàn, khai báo y tế, kế hoạch tuần tra kiểm soát và tuyên truyền được các tổ công tác của thị trấn thực hiện nghiêm túc. Tại một số xã, trung tâm thị trấn, lưu lượng người và các phương tiện di chuyển trên các trục đường không đông đúc như trước. Các cửa hàng ăn uống, quán cà phê, các điểm vui chơi đã đóng cửa theo quy định. Người dân đều ý thức đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách tối thiểu trên 2 mét. Chúng tôi bán hàng là bán cho những người có khẩu trang và những người không khẩu trang thì không bán. Và chúng tôi thì cũng chấp hành, chúng tôi thì cũng luôn luôn là đeo khẩu trang và nói chung là dùng các nước sát khuẩn chân tay hàng ngày. Khi anh em công nhân đến xưởng là lúc nào cũng vệ sinh sạch sẽ bằng nước sát khuẩn. Khẩu trang thì luôn luôn là đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách là 2 mét tối thiểu của Bộ Y tế. Đấy. Và còn cái số lượng mà ở xưởng con người làm việc thì chúng tôi cũng giảm đến hơn một nửa số người lao động trong xưởng để đảm bảo cũng vừa phát triển sản xuất nhưng cũng đảm bảo về phòng chống dịch. Đến thời điểm này, huyện Bảo Thắng đã cấp phát hàng chục nghìn khẩu trang, nước khử trùng, nước sát khuẩn, phát tờ rơi, treo pano áp phích và tăng cường thông tin tuyên truyền tới các đơn vị, trường học, khu vực đông dân cư. Tuyên truyền vận động và kiểm tra, rà soát lại toàn bộ những cái đối tượng là người nơi khác đến địa phương, nhất đặc biệt là vùng dịch để chúng tôi kịp thời nắm bắt được và yêu cầu cách ly y tế. Thứ hai nữa là rà soát lại toàn bộ xem là con em ở địa phương ra ngoài làm ăn liệu và có quay trở lại địa phương hay không để chúng tôi thống kê và yêu cầu cách ly y tế theo quy định. Với việc quyết tâm không để dịch bệnh COVID-19 lây lan ra cộng đồng của cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Bảo Thắng sẽ là điều kiện để địa phương làm tốt công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe tính mạng cho nhân dân.